À, chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về một cái mẫu sản phẩm gọi là sản phẩm thông minh nhưng mà khá là tiện dụng, đó là hỗ trợ cho vấn đề về tưới tự động cho những cái căn hộ hoặc là những cái nhà nhỏ có một ít vườn cây hoặc là ít rau. Thì sản phẩm nó là gọi là một cái van điện tử kết hợp với bộ hẹn giờ thông minh bên trong này, và một điều quan trọng nhất là nó hoàn toàn chạy bằng pin. Thì sản phẩm thì chưa bao gồm pin ha. Thì chúng ta sẽ lắp pin 9V vào. Đây là cái viên pin. Đây là một cái sản phẩm mới. Sản phẩm mới nó sẽ gồm có những gì? Nó sẽ gồm có cái van và hai cái phụ kiện đầu và đuôi như thế này. Mình sẽ hướng dẫn cái cách sử dụng hai cái phụ kiện đó. Trước mắt chúng ta phải gắn pin cho nó đã. Đây là pin của nó. Đây ha. Chúng ta sẽ cho viên pin khớp vào. Không còn quan tâm cực luôn, tại vì cái chân và cái nắp pin nó đã thiết kế để nhỏ vào lớn, lớn vào nhỏ thì nó kẹp lẫn nhau rồi. Sau đó nhét phân pin vào bên trong, đậy nắp lại. Coi như là đã lắp xong. Thì một cái sản phẩm hoàn thiện nó chỉ có thế này thôi. Nước thì chúng ta sẽ lấy ở trên, lát nữa mình sẽ lắp thực tế cho mọi người cùng coi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có cái giao diện nó ở đây. Mình giới thiệu các nút chức năng. Cái nút này là nút tưới. Và đây, bấm nè, bấm lần đầu tiên cho nó sáng màn hình lên. Ta cùng coi ha. Nó có biểu tượng cái vòi nước đang ra nước, còn nếu mình ngắt nè, nước nó sẽ đóng cái van trong này, nó kêu cột cột, đó là nó vừa ngắt cái van nước đi. Rồi. Tiếp là mình bấm cái chức năng mod này. Thì đầu tiên là mình sẽ phải vào đặt giờ. Vừa bấm thì nó sẽ vào đặt giờ, mình sẽ bấm mũi tên nè. Để cho nó chớp chớp cái này để bắt đầu mình tiến hành đặt giờ. Mình coi thử bây giờ là mấy giờ nha. Giờ là 16:36. Thì cái này trước đây nó không được gắn. Mình sẽ chỉnh từ 23 xuống 16 cho nó nhanh. 36 đúng không? Rồi bấm mũi tên tiếp. Mình sẽ chỉnh lên là đây. Giữ luôn cho nó lên nhanh. 36. Chắc bây giờ mình chỉnh xong nó cũng lên 37 rồi. Hay là mình cứ chỉnh lên 37 chút đi. À rồi ok, 37 rồi. Bấm tiếp mũi tên thì coi như là xong. Rồi mình bấm bát ra. Hiện tại chúng ta thấy nếu mà nó có cái biểu tượng cái đồng hồ này nè, ở chỗ duration nè, trong hộp sản phẩm á, nó sẽ có kèm theo cái một cái tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh nhé. Khá đơn giản, tại vì mình đã coi qua hết rồi. Bây giờ là bước 1 là set time and day. Rồi chúng ta đã set giờ rồi, bây giờ chúng ta set ra ha, set 16:36. Chúng ta 16:37 rồi. Bây giờ hôm nay là thứ 6. Chứ thứ 6 nó có nghĩa là chỗ Saturday đây nè. Chúng ta sẽ bấm hạ nó xuống một chút. Rồi. Xong rồi chúng ta bấm nút next. 16:38. Hôm nay là ngày thứ 7, tức là trúng số 6 nha. Chủ nhật là trúng số 7. Coi như giờ là đã đúng. Đúng giờ ngày hôm nay rồi thì chúng ta mới xác định tiếp để cho nó lấy cái ngày và giờ ngày hôm nay làm chuẩn. Thì từ đó trở đi thì nó sẽ bắt đầu hẹn giờ. Bây giờ hẹn giờ rồi, chúng ta phải làm như thế nào? Hay tiếp tục hướng dẫn. Bước 1 thì bấm vào cái nút mũi tên để mà đặt giờ. Sau đó thì đặt ngày. Chúng ta đã làm xong rồi. Bước 2 là setting working duration. Thì bước 2 chắc là chúng ta sẽ thiết lập cái thời gian tưới. Đây, mình sẽ bấm cái nút theo hướng dẫn. Do là để tiết kiệm pin cho nên cái màn hình nó sáng khi chúng ta nhìn trực tiếp vào, chỉ có chữ ở đây thôi.
còn lại là mình không có gì cả. Chúng ta bấm cái nút mũi tên quay vòng này nè. Hiện tại là thời gian tưới nó đang để là off. Chúng ta sẽ bấm cộng lên thì nó sẽ để là 5 phút nè, 10 phút nè, 15 nè, 20 nè, 25 nè, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Thì có một nó tới 55 đó là nó có để những cái múi giờ nó quy định trước cho mình. Nhưng mà thật ra chúng ta lại cần một cái khác hơn, đó là chúng ta cần tự chỉnh tay. Ví dụ mình chỉ muốn tưới 3 phút thôi thì mình bấm lên tới quá 60, hoặc là từ cái mức 5 đó mình bấm dấu trừ nó về lại cái mức có hao nè, tức là 0 giờ 0 phút nè. Bây giờ mình sẽ cho lên, tức là mình chỉ muốn tưới 3 phút một lần thôi. Start này là start 1, các bạn để ý nha, cái chữ start 1 nè, tức là hạn giờ nhịp tưới lần 1 là tưới trong 3 phút. Rồi bấm mũi tên. Cái bộ này nó hạn được 4 cái múi giờ tưới khác nhau, gọi là start 1 đến start 4 á. Rồi chúng ta tiếp cái thời gian của tưới 3 phút. Chúng ta sẽ bắt đầu tưới vào lúc mình thường thường mình sẽ bắt đầu vào 5 giờ sáng trước đi. 5 giờ nè. Đến 5 giờ 00, nếu mà muốn chỉnh lại phút thì mình chỉnh ở đây. Bây giờ bấm mũi tên cho nó tiến tới. Và thứ trong ngày. Cái này nó hiện cái lịch này nè, biểu tượng lịch này nè, chắc là thứ nè. Bây giờ mình sẽ muốn chọn ngày cho chủ nhật là ngày tưới thì mình sẽ bấm dấu cộng. Rồi mình bấm next tiếp. Thứ hai là ngày tưới bấm dấu cộng. Thứ ba là ngày tưới bấm dấu cộng. Thứ bốn tưới dấu cộng. Thứ nào không muốn tưới thì chúng ta bát luôn nha. Thứ năm. Thứ sáu. Sau khi xong chúng ta nhìn nè, từ thứ hai là mến đê nè, cho tới Saturday là sinh đê là chủ nhật nè, tức là chúng ta đều tưới hết. Rồi chúng ta bấm nát. Ai khoan, chúng ta phải bấm dấu cộng cho nó sáng lên chứ. Do cái góc nhìn như này là cả ti là 7 cái đều cứ phải là múi giờ start 1 là đã kết thúc. Bằng cái việc chỉnh duration là thời gian tưới là 3 phút một lần vào lúc 5 giờ sáng, và bắt đầu tưới từ thứ hai tới chủ nhật là đều 5 giờ sáng hết. Chúng ta tiếp tục bấm mũi tên xoay này, nó sẽ lên start 2. Đây, hiện tại đang off, start 2 chưa đặt lịch gì cả. Mình sẽ lại tiếp tục chọn nó thời gian tưới, đây nó để mặc định bắt đầu là 5 phút tiếp, mình không có để 5 phút, mình đã bấm lùi về. Quay, cái này nó bấm lùi không có được, nó yêu cầu là phải 5, 10, 15, 20, đến cho tới 55 rồi sau đó nó mới cho mình tùy chỉnh thể thích mình. Đây nè, đầu mình tiếp tục mình đặt là múi giờ thứ hai là cho mình tưới khoảng 6 phút. Đây, thì cái bộ này nó sẽ tưới vào 6 phút ở khung giờ thứ hai. Từ lúc mở lên và lúc tắt đi là nó cái van nước sẽ chạy trong vòng 6 phút. Mình ví dụ ấy thôi. Thì mình sẽ bấm nét. Cái thời gian mình đặt là bây giờ là sẽ là 18 giờ. Nãy là 5 giờ sáng đúng không? Bây giờ mình xuống là 18 giờ. 18 giờ rồi bấm mũi tên tiếp. Rồi xong. Bây giờ là thứ 7 nè. Bấm nhớ nè. Rồi thứ 2 nè. Bấm nhớ nè. Hồi nãy là chủ nhật nha. Đó, chúng ta cứ nếu chúng ta bấm dấu trừ thì nó sẽ xóa cái ngày đó ra nha. Chúng ta tiếp tục bấm dấu cộng. Đó, nó đang hiện dần á. Ví dụ muốn xóa ngày thứ sáu ra nè, là tức là thứ sáu là tương ứng với lại thứ bảy á, có số thứ tự thứ sáu, nhưng mà ngày là thứ Saturday, đây là thứ bảy. Chúng ta sẽ thấy nè, trong khung hình này nó sẽ không tưới ngày thứ sáu nè. Đó, bây giờ mình sẽ tiếp tục trở lại để mình chọn đủ luôn. Tại vì tưới thường thường là tưới như vậy là sẽ đủ. Rồi ok. Rồi chúng ta coi như là cái thời gian khởi động start 2 này đã cài đặt thành công, là tưới 6 phút và 18 giờ hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật. Chúng ta bấm tiếp cái mod này để qua chế độ start 3. Start 3 đang off ha. Muốn start nào mất thì chúng ta chỉ cần bấm lên là chọn giờ, bấm xuống là đến chỗ off là nó mất. Start 4. Hiện tại mình chỉ cần đặt 20 giờ thôi.
Rồi.